大家好，我是杨子，来优酷国际版 APP 用你们的语言打开沉香如屑，和我一起沉浸式追剧吧。Ai đó? Ngài ngồi trên cao như thế để làm gì? Thiên pháp của ngài cao cường như thế, cho dù có nhảy xuống thì cũng không ngã chết được đâu. Ngài không chỉ không ngã chết mà còn làm liên lụy tới tiểu tiên thị, vừa đáng yêu vừa vô tội là ta đấy. Ngài đừng có nghĩ quẩn đấy. Một bước. Ngài làm gì vậy? Ngài muốn làm gì ta? Ta có thể làm gì cô? Cô biết chơi đập ngói không? Ngài nói xem, thần tiên cấp cao như ngài đều kỳ lạ thế, hay là chỉ có một mình ngài kỳ lạ? Lợn trùa, đập ngói, những thần tiên khác cũng như vậy sao? Ngài không có sở thích nào bình thường một chút sao? Ta nghĩ ra rồi. Có. Phạt ta chép sách, bắt ta khâu thắt lưng, ép ta chơi cờ, đây đều là việc tốt mà ngài làm. Ngài thân là đế quân, trong lòng chỉ có lục giới, lẽ nào không có chuyện gì cầu không được và không quan tâm để ý tới ai sao? Bảo vệ bình an cho lục giới mới là quan trọng nhất. Ngoài việc đó ra, trong lòng ta không chứa được thứ gì khác. Lục giới đình chiến, dưỡng sức hơn vạn năm. Hiện giờ ma giới hưng thịnh, đang âm thầm rục rịch. Một khi chiến tranh nổ ra, thì sự cố gắng và hòa bình trong vạn năm nay sẽ quá thành bọt nước. Vậy nếu như người khác không biết về sự hy sinh của ngài thì sao? Hoặc là bị lãng quên giống như tộc Cũ Kỳ, hoặc là bị người khác phỉ nhổ, ngài cũng bằng lòng sao? Chiến đấu không phải vì mỹ danh, cũng không phải để được ghi danh, mà là vì chấm dứt chiến tranh. Từng nhìn thấy sinh linh lầm than thì sẽ không bao giờ muốn thấy cảnh tượng trước đây lại tái hiện. May mà ta sinh ra trong lúc thái bình, không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Có những chuyện nhất định phải trải qua thì mới hiểu được. Nhưng mà cô như vậy cũng rất tốt. Một tiểu tiên không cần lo nghĩ gì, chưa từng phải trải qua chuyện gì, không cần phải suy nghĩ. Vậy thì mong là ước nguyện của ta không chỉ là ước suông. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Cô cố gắng diễn kịch, chẳng qua là muốn giành được giải nhất trong tiệc giao trì. Nhân cơ hội, xin đế tôn ban cho cô một ân điển, đúng không? Vậy cô nói xem, nguyện vọng không giả dối trong lòng cô là gì? Tìm chỗ dựa. Vậy chỗ dựa như bổn quân không tốt sao? Đế quân, ngài không nhiễm bụi trần, ta không xứng. Ta muốn tìm một chỗ dựa giống như chỉ tích tỷ tỷ của ta. Nếu như sau này tỷ ấy thăng lên cấp tiên thì sẽ phải xuống trần dự kiếp nạn. Nhưng tỷ tỷ của ta không thích trần gian, vì nên ta muốn xin đế tôn cho ta xuống trần thay tỷ ấy. Đợi sau này tỷ tỷ của ta trở thành thần tiên lợi hại hơn, thì ta có thể đến cung của tỷ ấy, bóp lưng đấm chân cho tỷ ấy, ăn chực uống chực. Vậy ở Diễn Hư Thiên Cung cũng được ăn chực uống chực, tại sao cô không ở lại? Thực sự con người ta quen tự do tự tại rồi,